Cà phê thứ bảy với mùa thu. Qua lời mời của anh Nguyễn Quỳnh, một cảm tình viên văn bút Nam Hoa Kỳ, chúng tôi đến với nhóm cà phê thứ bảy vào buổi sáng đầu thu sau cơn đại dịch. Không khí Houston dường như lắng xuống khi vài cơn heo may nhẹ nhẹ mơn man trên những cánh lá còn đang xanh màu. Thật bất ngờ với số lượng thành viên và thân hữu ngồi chặt căn phòng nho nhỏ của tiệm cà phê Parisian Bakery trên đường Bel Air. Vài khuôn mặt quen thuộc đã có sự chào đón khá nhiệt tình. Chương trình thơ nhạc nội dung về mùa thu đã mang lại không khí lãng mạn như một buổi nhạc thính phòng. Trao đổi cùng nhà thơ Lan Cao, một trong những thành viên sáng lập nhóm cà phê thứ bảy, chúng tôi được biết họ đã đến với nhau hơn một chục năm nay, đều đặn mỗi sáng thứ bảy để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, để ôn lại một thời quá khứ còn ắp đầy kỷ niệm trong tâm hồn, và quan trọng hơn cả là để biết ai còn ai mất giữa cơn phong ba trần thế với lớp người mà tuổi hạc đều đã trên cổ lai hy. Khá cảm động khi nghe lời phân ưu của nhóm đến với một thành viên vừa qua cơn gia biến. Tính nhân bản là ở chỗ không chỉ đến với nhau trong niềm vui mà còn là ủi an nhau trong nỗi buồn. Phần văn nghệ khá phong phú bằng cách giới thiệu những bài thơ hay, những khúc tình ca mới sáng tác của các thành viên đến với người thưởng ngoạn. Và cũng theo nhà thơ Lan Cao, ngoài mục đích giải trí còn là góp một phần nho nhỏ trong việc bảo tồn tiếng mẹ đẻ nơi xứ người. Những cung bậc du dương, những áng thơ ngọt ngào của người viễn phương đói trong quê mẹ đang oằn mình trong thảm họa đã khiến cử tọa như nghe được tiếng thở dài vọng đến từ bên kia bờ Thái Bình Dương. Dù chương trình còn khá dài, nhưng vì có một cuộc hẹn quan trọng với vài người bạn, nên chúng tôi phải rời gót sớm, với lời hứa sẽ trở lại vào dịp khác. Xin cảm ơn cà phê thứ bảy đã cho chúng tôi một sớm mùa thu dạt dào cảm xúc, và cũng chân thành chúc nhóm luôn gắn bó trong tinh thần văn nghệ cao đẹp. Yeah.
Yeah.